vai trò rất quan trọng cho lịch sử phát triển của y tế nói riêng, y tế Việt Nam đặc biệt là khối y tế tư nhân nói chung. It's just 2 days ago, Evie Hospital officially announced that it is a member of Thompson Medical Group. This is the big sự hiện diện của các thành viên Evie và ACC. Chúng ta cũng rất vinh dự khi được đón tiếp các đại diện đến từ tập đoàn y tế Thompson. Coming to this year party, in addition to the presence of Evie and ACC members, we are honored to welcome the representatives from Thompson Medical. Executive Officer of Thompson Medical Group. Ông Melvin Chen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Thompson. Mr. Chris Sam, Chief Financial Officer of Thompson Medical Group. Ông Winston Sam, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Y tế Thompson. Mr. Lee Sun Lee, Chief Executive Officer of Thompson Hospital Singapore. Ông Lee Sun Lee, Giám đốc Bệnh viện Thompson Singapore. Cùng nhiều thành viên quan trọng khác của tập đoàn. Vũ Nguyên.